Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Người dân thức xuyên đêm đấu giá đất. Phiên đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức diễn ra gay cấn hơn nhiều người tưởng tượng. Theo quy chế, ban tổ chức sẽ tổ chức 6 vòng đấu, giá chung đấu giá là giá ở vòng thứ 7. Theo dự đoán, phiên đấu giá sẽ xong trong buổi sáng, tuy nhiên không ai ngờ cuộc đấu giá kéo dài đến 19 giờ với 9 vòng đấu. 21 giờ 30 phút đêm ngày 19 tháng 8, trong khi khách hàng đăng ký đấu giá ngồi trong hội trường bỏ giá với không khí nóng bỏng, thì bên ngoài không ít bạn bè, người thân của họ ngồi chờ trong căng thẳng. Đến 22 giờ 30 phút, cuộc đấu giá kết thúc vòng 6 để đấu tiếp vòng 7. Lúc 23 giờ đêm, có lô đất đã được trả giá lên đến 120 triệu đồng trên 1m². 4 giờ 30 phút sáng nay ngày 20 tháng 8, phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức mới ngã ngũ. Từ giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng trên 1m², các lô đất đã được đấu giá trả lên từ 91 đến 133 triệu trên 1m². Anh Vũ Văn Hà, 40 tuổi, ở huyện Hoài Đức chia sẻ: "Đấu bao giờ không có ai trả giá nữa thì thôi, tôi xác định mua bằng được nên cả xuyên đêm cũng đấu. Trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ đến đất, lúc này không có gì quan trọng bằng đất." Anh Hà cho biết anh đấu giá 5 lô, nếu chúng anh sẽ bán 2 lô, giữ 3 lô để dùng làm nhà xưởng. Còn anh Nguyễn Văn Trường, 45 tuổi, nhà ở quận Cầu Giấy, thất thểu ra về vì trả giá đến gần 90 triệu đồng trên 1m² nhưng vẫn trượt. Một số người tham gia đấu giá cho hay, kết thúc vòng đấu thứ 5, giá đã tăng từ gấp 5,1 lần đến 16,6 lần so với khởi điểm. Một số thửa đất có giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng trên 1m² đã tăng lên trên 73 triệu đồng trên 1m², gấp hơn 10 lần giá khởi điểm. Theo một số môi giới bất động sản ở khu vực huyện Hoài Đức, mức giá 121,3 triệu đồng trên 1m² là khá cao so với mặt bằng thị trường hiện nay ở địa phương này. Đất ven đê Hoài Đức được trả giá từ 91 đến 133 triệu trên 1m². Sau hơn 19 tiếng đồng hồ, đến 4 giờ 30 phút sáng nay ngày 20 tháng 8, phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức mới ngã ngũ. Giá chung đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng trên 1m² đối với LK0312 là thửa ở góc có 3 mặt tiền, rộng hơn 113m², tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng, lô đất này đã được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Hai lô đất có giá chung đấu giá cao thứ hai là LK036 và LK046 lên đến 127,3 triệu đồng trên 1m². 14 lô còn lại có giá chung đấu giá từ 97,3 đến 121,3 triệu đồng trên 1m². Có hai lô chung đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng trên 1m². Giá bỏ đấu giá quá cao so với thực tế, nhiều người đã rời cuộc đấu giá, lắc đầu ngao ngán. Bởi theo lịch sử giao dịch giá của Property Guru Việt Nam tổng hợp qua tin bài giao bán, giá khu vực Tiền Yên Hoài Đức đang ở mức trung bình 43 triệu đồng trên 1m², tăng 10 triệu trên 1m² so với quý 1. Các xã lân cận giao bán nhiều cũng ở ngưỡng tương tự, ví dụ như Vân Côn 41 triệu đồng trên 1m², Đức Thượng 62 triệu đồng trên 1m². Trước đó, báo Giao thông đã đưa tin, ngày 19 tháng 8, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá quyền sử dụng 19 thửa đất tại khu LK04, thôn Lòng Phúc, xã Tiền Yên. Diện tích của các thửa đất đưa ra đấu giá dao động khoảng từ 74 đến 118m². Cũng tại đây, ngày 26 tháng 8, Hoài Đức tiếp tục đấu giá 20 thửa đất ký hiệu LK01 và LK02, diện tích dao động khoảng từ 89,6 đến 145,6 m2, giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng trên 1m², thấp hơn nhiều so với khu vực. Khởi điểm thấp đã thu hút nhiều người dân tham gia, nhiều ông lớn đầu tư bất động sản cho người già. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình đang tăng lên theo thời gian từ 9,68% năm 2009 lên 13,74% vào năm 2019. Tỷ lệ người cao tuổi chỉ sống với vợ, chồng cũng tăng lên từ 8,69% năm 2009 lên 14,09% vào năm 2019. Số lượng người cao tuổi phải đối mặt với các khó khăn trong hoạt động hàng ngày cũng như các khuyết tật về nhìn, nghe, vận động, nhớ hoặc tập trung và giao tiếp cũng tăng đáng kể. Cùng với đó, định kiến về nhà dưỡng lão cũng đang dần thay đổi. Theo khảo sát Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Tổng cục Thống kê Việt Nam, khoảng 36% người cao tuổi cho biết họ và gia đình sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Gần đây, nhiều ông lớn bất động sản đã mở rộng đầu tư, đón đầu nguồn khách này. Vingroup mới đây ký kết thỏa thuận hợp tác với Well Group Nhật Bản phát triển mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đẳng cấp quốc tế theo hai hình thức: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn. Sun Group cũng triển khai dự án Sun Urban City theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô, trong đó có tích hợp khu dưỡng lão, bệnh viện chuyên biệt. Hay tập đoàn Mikazuki Nhật Bản cũng đang liên hệ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để đề xuất đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố. Trong đó, Mikazuki có kế hoạch phối hợp với một bệnh viện của Nhật Bản tại khu vực bãi đỗ xe trong khuôn viên khách sạn Mikazuki đang hoạt động ở Đà Nẵng, kết hợp thêm chức năng tầm soát sức khỏe. Thống kê hiện nay, cả nước có khoảng trên 400 viện dưỡng lão, với khoảng 50% là các trung tâm từ thiện hoặc trung tâm do nhà nước đầu tư.
song chưa đáp ứng được nhu cầu bởi tỷ lệ người cao tuổi sống cùng con cháu đang ngày một giảm dần ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Do đó, có nhiều đề xuất nhà nước mở rộng chính sách thu hút đầu tư vào viện dưỡng lão. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhà nước cần nghiên cứu chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phát triển nhà ở dưỡng lão trong một số năm đầu hoạt động để giảm chi phí và rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp, khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp. Đồng thời, nhà nước khuyến khích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam thông qua các chính sách ưu đãi về thuế đất, chính sách thuế, phí, cải cách thủ tục hành chính, cấp đất hoặc cho thuê đất dài hạn với giá ưu đãi cho các doanh nghiệp phát triển nhà dưỡng lão, giảm hoặc miễn các khoản phí liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các dự án xây dựng nhà dưỡng lão. Đặc biệt, nhà nước xây dựng quy định pháp lý rõ ràng và minh bạch về tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của nhà dưỡng lão, cho phép các doanh nghiệp tư nhân khai thác, vận hành các cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập sẵn có. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nhà nước cần kiểm soát hoạt động đầu tư để các dự án thực hiện theo đúng quy hoạch, tiến độ, đưa đất vào sử dụng hiệu quả, không để tình trạng ôm đất bỏ hoang, bỏ rơi hạ tầng cơ sở, thậm chí trục lợi chính sách ưu đãi đầu tư. Petro Việt Nam tập trung hoàn thành kế hoạch quản trị, thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2024. Mục tiêu quan trọng nhất trong những tháng còn lại của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam là phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch quản trị năm 2024, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng và phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Theo đó, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam yêu cầu toàn tập đoàn tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, các ban, văn phòng, đơn vị, nhà thầu dầu khí, khẩn trương rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và tổ chức triển khai linh hoạt các giải pháp. Đặc biệt, ưu tiên, chú trọng công tác an toàn tại các công trình, nhà máy để có điều chỉnh, định hướng kịp thời đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu theo từng lĩnh vực, đơn vị cụ thể. Trong những tháng còn lại của năm 2024, tập đoàn và các đơn vị tiếp tục xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chi tiết, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị theo từng tháng. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để tạo động lực và dư địa phát triển trong giai đoạn tới, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo của tập đoàn trong công tác quản lý đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc thực hiện kế hoạch đầu tư, quyết toán dự án đầu tư. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư năm 2024. Lãnh đạo tập đoàn cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức các sự kiện theo hình thức trực tuyến, tập trung vào các mục tiêu, khối lượng công việc cần xử lý trong ngắn hạn với thời gian cụ thể, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của đơn vị, hướng tới thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng và phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Toàn hệ thống Petro Việt Nam nỗ lực thực hiện các giải pháp trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra để hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2024, tạo tiền đề bước vào giai đoạn phát triển mới trong năm 2025. Sớm hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác sân bay Thọ Xuân. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để rà soát, thống nhất và hoàn thiện đề án. Trong đó, đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo kết quả hoàn thiện đề án và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho phép bộ báo cáo Bộ Chính trị trong quý 3 năm 2024. Sau khi đề án được thông qua, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng, hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương, trong đó có cảng hàng không Thọ Xuân, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng chức năng của cảng hàng không Thọ Xuân trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc tế. Cảng có quy mô kết cấu hạ tầng giai đoạn đến năm 2030, đáp ứng công suất khoảng 5 triệu hành khách trên một năm, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng công suất khoảng 7 triệu hành khách trên một năm. Việc đầu tư phát triển các hạng mục công trình tại cảng hàng không Thọ Xuân sẽ thực hiện theo quy hoạch, được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu tăng trưởng vận tải, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Hiện trạng, cảng hàng không Thọ Xuân đạt quy mô cấp sân bay 4C, đảm bảo khai thác các loại tàu bay cốt C, sân đỗ tàu bay đáp ứng 6 vị trí. Nhà ga hành khách được thiết kế với công suất khoảng 1,2 triệu hành khách trên một năm.